con đang theo dõi thị trường lúa gạo và phân bón. Những thông tin kịp thời cũng như các dự báo về tình hình phân bón và lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được chúng tôi cập nhật tổng hợp và gửi đến bà con vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 16 tháng 7, mời bà con điểm qua nội dung chính của bản tin. Bản tin được cập nhật từ nguồn thị trường phân bón.com. Thị trường phân bón trong nước tiếp tục hạ nhiệt, giá phân bán lẻ bất ngờ giảm mạnh. Nguyên nhân đưa ra đó chính là do nguồn phân bón từ Nga ồ ạt đổ về. Không nằm ngoài dự đoán, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm từ 50 tới 200 đồng trên một ký. Chất lượng lúa giảm vì mưa nhiều. Sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu bản tin là thông tin về giá phân các loại. Thưa bà con, thông tin được cập nhật từ trang thị trường phân bón.com. Hiện Nga đang là nước xuất khẩu phân bón lớn nhất sang Việt Nam, chiếm tỷ trọng 38,9%. Chính điều này đã giúp cho bài toán nguồn cung được tháo gỡ và cũng đồng nghĩa với việc giá phân bón trong nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hạ nhiệt và giảm mạnh. Cụ thể như phân UD, các phiên giao dịch trước giảm giá liên tục. Giá bán lẻ tại địa phương chỉ còn 780.000 đồng trên một bao 50kg. Chi tiết cập nhật tại tỉnh An Giang và Kiên Giang, mời bà con cùng theo dõi. Phân ure Cà Mau giá từ 770.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân ure Phú Mỹ giá 760.000 đồng đến 770.000 đồng một bao. Phân ure Đầu Trâu giá 760.000 đồng đến 775.000 đồng một bao. Tiếp theo là giá phân DAP. Thưa bà con, hôm nay cập nhật tại thị trường Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, giá bán lẻ tiếp tục giảm. Chi tiết giảm giá, mời bà con cùng cập nhật. DAP Hồng Hà giá giảm còn 1.320.000 đồng đến 1.350.000 đồng trên một bao. DAP Đình Phủ giá còn 1.100.000 đồng đến 1.130.000 đồng một bao. DAP Hàn Quốc Đen giá còn 1.300.000 đồng đến 1.380.000 đồng một bao. Trong khi đó, thì phân NPK 20-20-15 và NPK 16-16-8 giá hôm nay bất ngờ giảm, mức giảm từ 10 tới 20.000 đồng trên một bao 50kg. Thông tin cập nhật tại thị trường Đồng Tháp và Long An. Phân NPK 20-20-15 ba con cò giá từ 1.180.000 đồng đến 1.200.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Bình Điền giá từ 1.070.000 đồng đến 1.100.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu giá từ 1.020.000 đồng đến 1.040.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá từ 840.000 đồng đến 860.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền giá từ 780.000 đồng đến 810.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 820.000 đồng đến 840.000 đồng một bao. Riêng các loại phân Kali Miễn, Kali Cà Mau cập nhật hôm nay giá tiếp tục giảm nhẹ. Chi tiết như sau: Kali Miễn Cà Mau giá 950.000 đồng đến 960.000 đồng một bao. Kali Miễn Phú Mỹ giá từ 955.000 đồng đến 965.000 đồng một bao. Kali Cà Mau giá từ 970.000 đồng đến 980.000 đồng một bao. Thưa bà con, như vậy thì nhìn chung giá phân bón các loại trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã giảm, mức giảm trung bình từ 10 cho tới 20.000 đồng trên một bao 50kg. Bà con cũng lưu ý, đây là mức giá tham khảo, giá được điều chỉnh tùy theo từng địa phương và đại lý bán. Tiếp theo là thông tin về thị trường lúa gạo. Thưa bà con, sau các phiên giao dịch bình ổn về giá thì hôm nay do ảnh hưởng của tình hình thời tiết nên việc thu hoạch lúa của bà con gặp nhiều khó khăn. Từ đó dẫn tới giá lúa tươi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ giảm nhẹ. Tại An Giang và Đồng Tháp, giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng giảm từ 50 tới 150 đồng trên một ký tùy loại. Cụ thể như sau: lúa IR 50404 giá 5.500 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa Đài Thơm 8 giá 5.900 đồng đến 6.100 đồng một ký. Lúa OM 18 giá từ 6.000 đến 6.100 đồng trên một ký. Còn tại Long An và một số khu vực của tỉnh Kiên Giang, giá lúa tươi giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể như sau: lúa OM 5451 giá 5.800 đồng đến 6.000 đồng một ký. Lúa Nhật giá 8.100 đồng đến 8.350 đồng trên một ký. Nếp Long An tươi giá 5.900 đồng đến 6.100 đồng trên một ký. Trong khi đó, tại khu vực Hậu Giang và một phần thành phố Cần Thơ, giá lúa tươi cũng giảm nhẹ. Hiện việc thu hoạch của bà con gặp khá khó khăn do mưa lớn và kéo dài vào những ngày qua. Chi tiết như sau: lúa OM 6976 giá 5.500 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa Sắc Min giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa ST 24 giá 7.500 đồng đến 7.900 đồng trên một ký.
Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng trên 1 kg, trong khi gạo thành phẩm thì chững lại. Hiện giá gạo nguyên liệu IR50404 ở mức 8.300 đồng đến 8.450 đồng trên 1 kg, tăng 50 đồng trên 1 kg. Gạo thành phẩm IR50404 giá 8.700 đồng đến 8.800 đồng trên 1 kg. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn, vụ lúa hè thu 2022, vùng đồng bằng sông Cửu Long xuống giống gần 1,5 triệu hecta, giảm gần 156.000 hecta. Theo kế hoạch, vụ thu đông năm 2022 ở đồng bằng sông Cửu Long gieo xạ khoảng 700.000 hecta, giảm 3.500 hecta so với cùng kỳ, sản lượng dự kiến khoảng 4 triệu tấn, tăng 17.000 tấn so với vụ thu đông năm 2021. Thưa bà con, thông tin thị trường lúa gạo và phân bón do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông cập nhật. Thông tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử báo công thương và thị trường phân bón.com. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.